Đạo trưởng được dinh phong quốc sư đúng là khả hỷ khả tụng. Lão phù kính ông một ly. Giáng sanh chúc đạo trưởng. Mà không phải, phải xưng là quốc sư mới đúng. Chúc quốc sư bình bộ thanh dân, tương lai tươi sáng. Càng ly, càng ly. Cũng là nhờ thái sư đề bạc, hiện tại Mộc Quế Anh cũng đang tại trào, cũng là không phải nhờ tới quốc sư mưu cầu nhổ cỏ bấn rễ. Bần đạo được sự đề bạc của thái sư, nhất định thọ ơn đồ báo. Cái ngày xảy ra pháp trường quả thật là ly kỳ quái lạ. Quốc sư, theo ý của ông có khi nào... Sự thật người muốn nói gì đây? Xưa nay nhân gian có nhiều cảnh quan ức nhân tình, trời mới có hiện tượng lạ. Học sinh lo lắng là có khi nào người của Dương gia quả thật dung hồn quan ức không? Quan được, kẻ gian dối chính là loạn thần. Ngươi đừng bao giờ tự mình nhát mình nha. Không phải đâu thái sư. Thái sư, cả nguyên nói cũng chẳng phải phi lý. Hai vị đại nhân vẫn còn nhớ bần đạo đã từng nói, kiếp này nên giải chứ chẳng nên kết. Nên biết ngày hôm nay đã giải kiếp này, sau kiếp lại còn một kiếp, giải rồi là phải giải. Trước mắt nhãn tiền lại một kiếp nữa. Không lẽ do nguồn của Dương gia thật dữ tưởng vậy sao hả? Quốc sư, ông có đối sách nào không? Phong mộ, chỉ cần lấy sắc sống phong tỏa mộ phần cha con Dương gia, dù cho trong hồn quỷ sứ có dữ tợn tới cỡ nào cũng không thể lộng hành được ở trên đời. Tôi có thể khiến cho họ ba đời không được đầu thai, vậy thì chúng ta có thể ăn ngủ yên ổn. Hay lắm. Hay lắm, hay lắm. Hai vị đại nhân, ở đây có hai lá bùa linh, chỉ cần hai vị ngày đêm đeo ở trong mình, bần đạo có thể bảo đảm muôn tà bất xâm. Hoàng thượng, ngài thấy thế nào? Hoàng thượng bảo trọng. Thì ra là các vị khanh gia. Mời vào. Mời. Hoàng thượng, ngài lại thấy ác mộng hả? Từ khi kỳ rồi, trẫm đã nhìn thấy dị tượng ở pháp trường. Không biết tại sao lúc này long thể bất an, bâng khuâng bồn chồn. Thầy, theo lời của thần xét đoán, hoàng thượng chỉ là sợ hãi quá độ, chỉ cần uống thuốc an thần rồi nghỉ ngơi cho khỏe thì long thể khỏe ngay. Thầy, hoàng thượng đã bị bệnh này cũng mấy ngày rồi, thuốc thang vô hiệu. Tôi nghĩ tuyệt đối không phải đơn giản vậy. Quốc sư, ông có cao kiến gì không? Hoàng thượng, xin cho hạ thần nói thẳng, ở trong ác mộng của hoàng thượng phải chẳng thấy cái hồn ma của Dương Tôn Bảo. Tại sao quốc sư biết vậy? Vậy đúng rồi, theo hạ thần xét đoán, nhất định là cái hồn ma của Dương Tôn Bảo quấy nhiễu. Hồn ma quấy nhiễu? Không lẽ cái quan ước của hắn đã bẩm báo với trẫm? Hoàng thượng, Dương Tôn Bảo đó đã phản tập, chớ trường còn trở thành hồn ma quấy nhiễu hoàng thượng. Ác ồn ác dí, ác tâm vô cùng, thiệt là bậy bạ, thì làm sao có chuyện quan tình tình báo? Bẩm hoàng thượng, hễ người ác chết rồi trở thành ác quỷ để ám hại nhân gian, loại hồn ma quan ác đó không thể nào dung túng được đâu. Quốc sư, ý của ông đó là? Bẩm hoàng thượng, thần có một cách bảo đảm hoàng thượng ăn ngủ yên ổn. Quốc sư cứ nói. Hoàng thượng, chỉ cần lấy sắc sống phong tỏa mộ phần cha con của họ Dương, thì dù vong hồn của họ đó có lộng hành cách mấy đi nữa cũng không thể quấy nhiễu hoàng thượng, càng có thể khiến cho ba đời của Dương gia không được yên ổn.
Hoàng thượng, cách này rất là hay lắm. Nhưng nếu làm như vậy thì quả thật quá bạc. Hoàng thượng, thần thiếp cũng cho rằng làm như vậy là quá tổn đức, không thể được đâu. Nương nương, bà không biết được nhiều đâu. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, người lo sự an ninh của muôn dân nhất định phải đặt lòng thể trên hết. Không lẽ mà không trông thấy thầy mà quỷ bám cho hoàng thượng trầm kha bất ổn, khiến triều can bỏ về, chẳng người lo lắng có phải không? Quốc sư, không lẽ ngoài cách này ra không còn cách khác sao? Hoàng thượng, mọi chuyện trị căn là thượng sách, đây chỉ là cách duy nhất để trị căn. Vậy hoàng thượng, thôi đi, trẫm tự biết xét kỹ lưỡng. Các ngươi lui ra hết. Tuân chỉ. Kính bẩm hai vị đại nhân, tiểu nhân đã làm theo lời căn dặn, phong tỏa hết các mộ phần, xin hai vị duyệt xét. Làm khá lắm, làm khá lắm, làm hay lắm. Dương Duyên Xíu, Dương Tôn Bảo, để coi mọi người nhát được ai nữa đây ha. Thái sư, hiện tại mộ đã phong xong rồi, nhưng lần này tự hành động như vậy, có sợ bị hoàng thượng quở trách không? Quốc sư cứ việc yên tâm, nếu hoàng thượng quở trách, mình có thể nói là vì quá lo cho hoàng thượng mới nghĩ ra hạ sách như vậy, có phải không hả? Nếu như bệnh tình của hoàng thượng hết kịp lúc thì tới lúc đó thưởng mình cũng chưa kịp đâu ha. Thái sư, rất hay, rất hay. Được rồi quốc sư, mình trở về đi. Mời. Là thiệt đó, chính mắt tôi nhìn thấy thái sư đem cả thời rèn dùng sắt đóng phong tỏa hết mộ phần của Dương Nguyên Soái lẫn Dương Chủ Quân. Tên thái sư này quả thật độc ác quá. Dương phu nhân, đừng có đuổi theo, cứ để cho cổ đi đi. Em thì không biết phải làm sao, em không biết phải làm cách nào đây. Lúc này cái đám nữ tướng của Thiên Ba phủ đã nhiều lần dù không ông, ông đều thoát hiểm hết á. Đúng là hồng phúc tề thiệt, mình nhất định phải ăn mừng cho xứng đáng nha ha. Không say không gì. Đây này, cạn ly. Được.
Để mình ăn no uống đã rồi mình mời Trạng Nguyên Gia tới Thu Hương Viện. Mã công tử bữa này đãi hết cho ha. Ha, con Phụng đó dường như là thích Trạng Nguyên lắm đó nha. Chẳng những lừa cổ còn nữa. Tôi đừng nói nữa. Ta đã nói với các người rồi, lúc này ta phải thủ chai, vừa rượu vừa thịt, còn bắt ta đi kiếm gái nữa, muốn hại ta sao? Trạng Nguyên Gia, ông không phải nói đùa chứ? Tự nhiên học thêm người ta thọ chay làm chi vậy? Tại sao chứ? Này chuyện này gì? Ta giống nói đùa hay sao? Các người tự nhiên đi. Để Trạng Nguyên Gia. Công tử, xin công tử dừng bước. Có chuyện gì? Công tử, sát khí của cậu dường như có chút... Có gì đây? Công tử, tôi thấy ấn đường của cậu đen sạm, thời vận gần đây của cậu không tốt lắm đâu nha. Hay là để tại hạ tặng cho cậu vài câu chuyện không? Cái thứ giang hồ thuật sĩ lừa đảo kiếm cụp, muốn đạt ý định với bổn quan. Người có biết không, bổn quan lại kim qua trạng nguyên của bổn trào, quan chức thái thú. Người nói, nếu dám láo khoét với ta, ta lập tức giải lên quan. Xin lỗi, nhưng mà Trạng Nguyên Gia, khí sắc của cậu thì không có tốt đâu. Cái gì mà khí sắc không tốt? Ta vô sự mà. Lỗi Trạng Nguyên Gia. Xin lỗi. Tiểu nhân không đúng. Nếu ngươi còn mê hoặc bá tánh, ta sẽ giam ngươi ngay. Xin lỗi Trạng Nguyên Gia. Xin lỗi. Hay, đáng tiếc thật là đáng tiếc. Người ta nói là trồng rau được rau, trồng đậu được đậu. Ai có mạng nấy, không sai chút nào. Người trước cửa của ta nói bậy nói bạ, có giả tâm gì đây? Trạng Nguyên Gia, tuy là Trạng Nguyên Gia mất cha từ trẻ, gia đạo nghèo nàn, nhưng mà lại cố gắng học hành. Nam giáp dần đổ tấn sĩ, nam dậu sửu đổ Trạng Nguyên. Chưa đây một năm đã được phong thành thái thú, thật ra phước đức vô song. Còn mọi gì khác không nói thì thôi. Nè, tại sao ngươi biết rõ quá vậy? Bần đạo là kẻ học đạo sĩ, học đạo thứ chuyện vậy làm sao không biết. Vậy ta hỏi ngươi một câu, vừa rồi ngươi nói là đáng tiếc, là đáng tiếc cái gì vậy? Muốn nói không khó, sợ chỉ là đại nhân không dám nghe thôi. Nên biết rằng thiên cơ bất khả tiết lộ, nếu không sẽ bị chiêu quả. Mà tôi không nói là thượng sách, bần đạo xin cáo từ đây. Nè, cư sĩ, ngươi không phải để giải tai nạn cho người khác hay sao? Trời giáng quả thì có thể tha, người gieo quả thì... Tuy là bần đạo chuyên giải tai giải quả cho người khác, nhưng nghĩ trời như vậy bần đạo không dám nghịch trời. Cáo từ. Ngươi đứng lại cho ta. Ngươi cố tình úp mở lý đồ gì đây? Ngày hôm nay ngươi nói không có rõ ràng, bổn quan không tha cho ngươi đâu. Bần đạo không phải là cố ý ấp mở, chỉ vì đại nhân cố chấp như vậy, bần đạo chỉ có nước nói thẳng. Xin đại nhân đừng quở trách nha ha. Nói đi. Đại nhân nó dây quả quá sâu, đã tổn đức rất là nhiều, e rằng sẽ bị chết yểu bất tử, chẳng được sống sót tới già đâu, biết không ha. Này, đại nhân nó gây quả như vậy, cái kiếp số đó chắc không còn bao xa đâu hả? Hết sức khốn kiếp, bổn quan không thể nào để thứ giang hồ thọc sĩ của các người nói bậy nói bạ. Nếu đại nhân thấy bằng đạo nói phình lao khuyết thì cái việc đường tính âm linh trước mắt đòi hồn đoạt chiến chắc không xa đâu. Âm linh gì? Bổn quan có bộ hộ mạng mà, sợ cái gì chứ? Bùa linh của đại nhân hữu dụng hay không, qua khỏi đêm nay thì sẽ hiểu rõ. Không hẹn tái ngộ.
với, cứu tôi với, cứu tôi với. Nè, lùi ra. Dạ. Quốc sư, ông phải cứu tôi. Trương đại nhân, chuyện gì mà ông kinh hoàng quá vậy? Đêm rồi, hương hồn của Dương gia muốn tới hại tôi, còn cướp cả cái bộ linh mà ông cho tôi nữa. Trương đại nhân, có phải ông sợ bóng sợ gió tự mình nhát mình không? Không phải đâu quốc sư, do chính mắt tôi nhìn thấy, không phải là giả đâu. Cả cái bùa linh mà bần đạo cho cũng không đè được bổn hắn, chỉ là một vong hồn ma dại có bao nhiêu đạo hạnh đi. Ông có theo bần đạo căn dặn, hàng ngày phải tu tâm dưỡng tánh, tụng kinh thọ trai không? Dĩ nhiên là có chứ. Không có lý đâu. Thực tế ông không có gặp mà, đó là tự mình nhát mình, mơ tưởng dớ dẫn. Không phải đâu quốc sư, tôi sự thật nhìn thấy mà. Ông tin tôi đi, tin tôi đi. Ông hốt hoảng kinh hoàng thì làm sao làm đại sự. Cẩn thận coi chừng, sẽ bị người ta lợi dụng điểm yếu phá tới ông thân bại danh liệt, liên lụy tới thái sư, thì ông biết hậu quả thế nào chứ. Về điểm này bổn quan hiểu rõ. Cái bùa linh ngày hôm nay, ngày đêm ông phải đeo trên mình, để coi vong hồn ma dại nào có dám bám theo ông nữa không. Quốc sư à, nhưng mà bùa này... Vậy có nghĩa là ông không tin bùa linh của bận đạo à? Không dám, không dám. Nếu vong hồn đoạt mạng, bùa này nhất định trắng áp hết. Trắng áp không nổi thì không phải vong hồn đoạt mạng đâu, chính ông tự nhát ông. Tự kiểm điểm đi. Cái thứ bùa này mà cũng nói linh, vậy là nói mình ngu thôi chứ gì. Thì... cứ làm theo tôi đi ha. Dạ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tu sĩ tiên sinh. Ấy, Trạng Nguyên gia. Hay da, thật không ngờ ông vẫn còn sống sót ha. Thiệt là hay quá vậy. Ồ, thì ra ông có bùa linh trong người. Hèn chi là như vậy ha. Hay quá, hay quá. Không phải đâu, cái bùa này. Cư sĩ tiên sinh, tôi muốn thọ giáo với ông. Ông đã có bùa linh trong tay, cần gì phải đi cầu cứu bằng đạo hả? Cư sĩ à, cư sĩ. Hay thiệt là không ngờ. Đương đương là Trạng Nguyên gia mà không biết gì hết, còn phải nhờ tới bằng đạo để giải cứu nữa hả? Bì đạt, bì đạt. Cư sĩ à, tiền bối thật là không dám giấu giếm, tại hạ thiệt là bị vong hồn quấy nhiễu đó. Xin cư sĩ hãy chỉ điểm giùm. Hỏi ta thì đừng có tin bùa, tin bùa thì đừng có hỏi ta. Bổn quan dĩ nhiên là tin ông rồi. Được, Trạng Nguyên gia, chỗ này không phải là chỗ để nói chuyện đâu hả? Đúng 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 đúng. Vậy mời cư sĩ tới hàng xá một phen. Đại nhân, công việc bữa nay ông phải làm là phải kiểm điểm cho thật tốt, nhớ lại tội lỗi, sau đó đem những gì trong 10 năm qua của đại nhân làm đã làm những điều bất nhân bất nghĩa, bại hoại đạo đức, những chuyện mà hại người không lợi, nhất là những chuyện giết người, không phải từng đoạn biên rõ ra hết. Có nghe rõ chưa? Biên rõ trong bản này. Đại nhân, đây là một sự liên quan tới chuyện sống chết của ông, đừng có bao giờ cẩu thả nghe không hả? Nếu như có chút nào giấu giếm tiềm tàng nữa, không thành không thật, thì dù cho bằng đạo cũng không giúp được ông đâu. Cư sĩ hả? Vậy biên xong rồi là như thế nào? Sau đó bần đạo sẽ kiếm một chỗ nào quán khí nặng chịu nhất vì đại nhân, lập lên đạo tràng làm phép giải nạn. Có một điều đại nhân nhất định phải nhớ, nhất định phải ký tên ẩn dấu ở trong đó. Tại sao phải ẩn dấu lên đó? Đại nhân, nếu như không ẩn dấu lên thì làm sao tôi dễ ra đại nhân có sám hối chứ? Đại nhân yên tâm đi, bần đạo sẽ đem cái bản cáo trạng này để mà thiêu đốt ngay trong điện Diêm La, để cho ông có cái nhà ý ăn năn hối cải vậy thôi. Bổn quan tự hỏi thanh liêm, chuyến này gặp ma, cho nên là bất cẩn nhất thời mới gặp phải cô hồn ma dại thôi. Mà theo lời cư sĩ nói, mọi tội trạng đó bổn quan chưa có phạm mà, làm sao mà biên lên đây? Đại nhân nói như vậy khiến cho bằng đạo cảm thấy dường như đã quá tiểu nhân.
Ban đầu nghĩ rằng dù cho kẻ gian mình đại ác vẫn có lòng hối cải, vậy mà đại nhân cố chấp mê muội, ban đầu cũng vô phương. Xin đại nhân tự lo liệu đi, chết được sớm chút. Bần đạo cáo từ. Lúc mà chúng tôi về đây, thấy hắn vô phòng biên tổ trạng mà, ngay trong đêm luôn. Ngươi không phải nói hắn đã nghi ngờ rồi sao? Tại sao tự nhiên lại chịu nhận tội? Lẽ ra chúng tôi nghĩ như vậy, nhưng mà không biết tại sao, khi từ đó chưa ra tay nhát hắn mà, hắn như bị ma nhập vậy, không biết là bị cái gì nữa, thiệt là. Sao lại kỳ vậy? Theo sự xét đoán của tôi, nhất định là khi trước bị mình nhát, đã bị ám ảnh mạnh. Không lẽ thiệt là ảnh? Dương phu nhân, tôi cảm thấy Tung Bảo dường như đang ở bên cạnh tôi, chưa bao giờ rời khỏi. Có lẽ anh không muốn tôi bị kẻ gian ám hại, cho nên không ngừng bảo vệ tôi. Nhưng phu nhân, bất luận giả cũng vậy, mà thiệt cũng vậy, tình thế hiện tại đó đều có lợi cho mình lắm. Chỉ cần Trương Hữu đúng là trong người có tịch, một khi để mình nắm được khẩu cung thì cái chuyện này được xoay sở, cha con Dương gia được hy vọng giải bài quan ức. Đêm nay hắn dứt khoát ghi rõ tội trạng. Tam Đồ, ngày mai hắn sẽ cho người đi lùng kiếm người đó. Vậy tốt quá, tới lúc đó mình sẽ nhát hắn lần nữa, để cho hắn phải nghe theo mình mới được. Chờ khi hắn nhận hết tội trạng rồi bắt hắn vô linh lầu, đem cái tội trạng của hắn lần lượt khai ra hết. Dương phu nhân, thật không ngờ cái chuyện này phát triển lợi quá, hiện tại phải coi nghĩa phụ của cô rồi đó. Hoàng thượng, gần đây Long Thể đã được khỏe rồi chứ? Khanh gia có lòng, không biết khanh gia tới đây có chuyện gì không? Bẩm hoàng thượng, lão thần vì chuyện của Mộc Quế Anh. Cái gì? Cũng là chuyện của Mộc Quế Anh? Ngày trước cổ đã vô cớ sanh sự đại náo triều đình, rõ ràng coi ta không ra gì, không biết tốt xấu. Không lẽ khanh gia người còn nói tốt cho cổ nữa sao? Kính bẩm hoàng thượng, tuy rằng Mộc Quế Anh xuất thân thảo khấu, nhưng con người chất phác thẳng thắn, thông minh đại nghĩa. Sau khi giả vô nhà họ Dương, ngoại trừ thờ chồng Tề gia, vẫn lo chuyện nước nhà, gánh vác hết mọi đại sự. Đủ rồi, ngươi khỏi nói nữa. Ngày trước Mộc Quế Anh với Sài Thái Quân chỉ có chuyện tri phong công trạng, quả nhiên đại náo triều đình, bại hoại triều can. Cái ngày đó trẫm vì nể họ đã mất người thân, cho nên mới không so đo. Nhưng mà Mộc Quế Anh lại ở ngay trong triều đình, phỉ báng trọng thần, vô quan giá quả, quả thật quá đáng lắm rồi. Kính bẩm hoàng thượng, ngày trước Hà Thu khi khai cung từ ở trong cung, chết quá đột nhiên, chuyện lại đột ngột. Chẳng lẽ hoàng thượng lại không cho rằng chuyện đáng khả nghi sao? Nếu như nói Mộc Quế Anh lấy tà thuật giết người bịt miệng, vậy thì Mộc Quế Anh tại sao không dùng luôn tà thuật đó khiến kẻ chết khai ra những cung từ của lợi cho Dương gia, hay là chẳng thà giết chết luôn cả Trương Hữu? Hoàng thượng, khi đem Mộc Quế Anh hành quyết, trời giáng dị tượng, gió thổi bão bùng, đó chính là sự thật hùng hồn. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngài không cho rằng chuyện có nguyên do sao? Trẫm cũng thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Nhưng Mộc Quế Anh về chuyện vô khống đại thần, chứng cớ còn chưa đáng tin tưởng. Nhưng mà cổ xông vào náo loạn, ai ai cũng đều biết cả. Hoàng thượng,
Nếu như cứ khẳng khái nói mọc với anh trò đó là giả, vậy thì xin hỏi hoàng thượng nằm mơ đó là thiệt hay giả? Ê, trẫm nằm mơ đó là sự thật, nhưng mà trung quy cũng là mộng. Hoàng thượng, nếu như trong đó thì có quan tình, quan tình trực tiếp vô tới lòng mộng, thì quan tình đó quả thật nặng lắm. Khanh gia, vậy thì ngươi nghĩ rằng trẫm phải xử bằng cách nào đây? Xin hoàng thượng tin lão thần một lần nữa, cho Mộc Quế Anh nhập cung hầu giá. Cái gì? Bộ khanh gia ngươi vẫn còn qua lại với Mộc Quế Anh hay sao? Xin hoàng thượng tha tội, hạ thần chỉ muốn thảo sự công bằng, minh bạch. Lưu khanh gia, ông cứ liên tiếp nhiều lần thỉnh tội cho Mộc Quế Anh nhưng không có kết quả. Trẫm lẽ ra tin tưởng người lắm, nhưng mà trẫm không chấp nhận có người ở trong triều đình vô cáo đại thần. Bởi vì nếu tiếp tục như vậy hoài, thử hỏi công bằng ở đâu? Hoàng thượng, công bằng là ở trong lòng người. Lão thần nguyện lấy cái tính mạng để bảo đảm cho Mộc Quế Anh, xin hoàng thượng minh xét. Vậy thì Mộc Quế Anh còn cái gì để nói ra nữa? Hoàng thượng, nếu như được cho phép, xin cho lão thần gan dạ, xin hoàng thượng cho gặp. Mộc Quế Anh tham kiến hoàng thượng. Mộc Quế Anh, người gan dạ lắm. Hoàng thượng, Dương gia đời đời trung liệt, cha chồng của tôi Dương Xíu suốt đời giữ nhà giữ nước, cuối cùng bị muôn tên xuyên tâm mà chết. Chồng của tôi bị chết không còn xác, thái quân trăm tuổi thọ, bị ép rời khỏi Thiên Bà phủ biện thành sứ dân. Hoàng thượng thiệt nhẫn tâm thấy Dương gia bị hậu quả như thế này hay sao? Nếu như hoàng thượng không hỏi hàng nữa, thì xin hỏi tướng sĩ, đâu có ai dám trung thành tận tâm. Hoàng thượng anh minh, xin ngài xử lại quan tình, thảo lại cho Dương gia tôi một sự công bằng. Mộc Quế Anh, ngươi cứ nói là phải thảo sự công bằng, ngươi có bằng chứng gì hay không? Tôi có bản nhận tội do chính tay Trương Hữu giết ra. Trương Hữu, phí cho người đã học bao nhiêu năm chữ nghĩa, quả nhiên người lại tin tưởng có mà. Ngươi bị người ta gạt rồi. Không phải đâu thái sư, học sinh chứng này thật sự là thấy con quỷ đó mà. Có thể sắp xét tới thì xuất hiện bên cạnh của học sinh, làm cho học sinh sợ, sợ tới ngủ không có được, sợ muốn chết luôn đó. Còn mà bắt người hết tội trạng có phải vậy không? Hả? Có phải không? Thái sư, trạng nguyên gia nói đó hoàn toàn là sự thật, quả thật đã gặp phải mà. Quốc sư, thiệt như vậy sao? Thái sư, do bằng đạo đoán ra, con ma này đúng là hồn ma Dương gia, Dương Tôn Bảo. Quốc sư, ông phải cứu Hà Quang một lần, ông phải cứu Hà Quang. Trạng nguyên gia, ông cứ làm theo tướng sĩ đó. Ngoài ra, mọi việc bổn tọa tự biết xử lý. Dạ, dạ. Cư sĩ, tại sao ông lại bắt tôi tới đây vậy? Theo bằng đạo ước đoán, cái nhà này quan khí nặng triệu, rất liên can tới ông. Nếu như muốn tai qua nạn khỏi, thì nhất định phải làm theo lời của bằng đạo, không nên hỏi nhiều. Nhưng mà chỗ này âm trầm hắc khiêu, đứng ở đây lâu cũng thấy ớn lạnh đó. Nếu như mà ông không sợ hồn ma truyền thần dông hồn đoạt mạng, thì lập tức về ngay đi. Cư sĩ, tất cả làm theo lời của ông đi. Được, đi theo ta. Sự thật làm bao nhiêu chuyện tài trời. Trước cửa khúc mặt không được giả dối. Tới chỗ này rồi hãy nên thành thật khai ra đi. Khai hết tội trạng mà mới từng ám hại Dương gia, khai hết cho các dòng linh đi, để mà tỏ ý sám hối. Thì phải làm như vậy sao? Đúng vậy, còn được giấu giếm chút nào cả. Sau đó bằng đạo sẽ đem tội trạng của ông thiêu đốt giữa trường, để mà hóa giải cái ám khí của ông.
Có làm hay không tùy ông, nhưng mà cái quan thù này, nếu như mà ông không tự hóa giải sẽ thế nào? Trong vòng 3 ngày chết bất đắc kỳ tử. Tôi chịu, tôi chịu. Vậy thì đọc lớn tiếng lên: Thượng Thiên bề trên, nay Hạ Quan cáo tội với tiền nhân Dương phủ. Hạ Quan từng phụng chỉ làm giám chức quân Khai Châu, cha con Dương Nguyên Soái thừa lệnh chinh phạt Tây Hạ ngoài biên. Lỗi lỡ cái chỗ lúc Hạ Quan giám đốc bất lực, khiến cho cha con Nguyên Soái nghịch lệnh tiến quân nhiều lần, bất chấp mệnh lệnh, khuyên can vô hiệu, cuối cùng tử trận xa trường. Bổn quan cảm thấy tiếc thương vô cùng. Người nói gì vậy? Nói gì? Đúng rồi. Chưa nghe không nói gì? Có gì vậy? Có quan thượng tại đây, kẻ hạ không được lộn hình. Hạ quan Trương Hữu cấu kiến hoàng thượng, chưa biết hoàng thượng giải lầm, nghênh đón bất chu, xin hoàng thượng tha thứ. Khanh gia bình thân, tạ ơn hoàng thượng. Trương khanh gia, vừa rồi trẫm đã nghe rõ lời nói của người. Quan thượng, hạ thần tự hỏi trong sạch, đối với cái chết cha còn có Dương Nguyên Soái không hề liên can, nhưng mà mọi người của Dương gia đều không chịu bỏ qua cho hạ thần. Gần đây còn giả thần giả thánh, thường hay hăm dọa thần, khiến cho thần kinh hoàng bâng khuâng. Kính xin hoàng thượng, hoàng thượng hãy xử công bằng cho thần. Quan được, lời lẽ phi nhân đạo như vậy mà ngươi cũng dám nói? Ngươi không sợ thiên tru địa diệt sao? Im miệng. Chuyện này sẽ có hoàng thượng định được, không để người lắm lời. Mộc Quế Anh, cái bẫy này là do ngươi gài ra, ngươi còn có cái gì để nói nữa? Mộc Quế Anh, cái ngày trước ngươi đã phá nhiễu cung đình, đã nhiều lần làm kinh hoàng thánh giá, hoàng thượng mới cấm ngươi lập án cho Dương gia. Hiện tại mọi việc có được rõ ràng, tội cho ngươi còn ở đó phát biểu dớ dẫn hả? Giày xé mãi mãi. Tôi không điều tra rõ ràng, Mộc Quế Anh ta không bao giờ bỏ qua đâu. Sự thật hơn là hùng biện, cái chết của cha con Dương Diền Xíu đó là tự chuốc lấy thù, không liên can tới ai. Ai nói là không liên can? Người liên can tới chuyện này chính là Trương Hữu. Mộc Quế Anh, người đã quên đi ngày trước lưu chuẩn phải lấy cái đầu bảo đảm. Hoàng thượng muốn cho người lập bản, hiện tại mọi sự rõ ràng, nếu như người không để lại cái đầu của người, chẳng những mọi người của Dương gia mang tội phải chém đầu hết, mà cái đầu của lưu chuẩn cũng chưa chắc là giữ được đâu. Rất là khó lắm, có hiểu chưa? Hoàng thượng, hạ thần đã đưa đến cái đầu trên cổ bảo đảm cho Mộc Quý Anh, hạ thần cam chịu gánh hết mọi trách nhiệm. Bí phụ, chính bà đã cam kết ở trong triều đình, nếu như hoàng thượng không tùy tố, thử hỏi cửu quỷ chí tồn đó uy tín còn ở đâu nữa. Vậy thì từ nay chẳng khác gì ai cũng có thể trước mặt hoàng thượng láo khuyết lộng ngô. Được, nếu là như vậy, cái chuyện này giao cho thái sư xử lý. Tạ ơn hoàng thượng. Mộc Quế Anh, còn mau tự kết liễu đi hả? Tình gian tặc ngươi. Người đâu? Dạ. Đem giam lưu cũng cho ta. Dạ. Nghĩa phụ. Quế Anh, dưỡng phụ tuổi tác đã cao, chết không đáng tin, nhưng cái chuyện là bán cho Dương già đó, con tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Dạ. Đem đi. Nghĩa phụ. Dương phu nhân. Quế Anh. Nghĩa phụ, chuyện cha gì Dương gia làm đã quá nhiều, con đâu thể nào để cha gì con mà mất luôn cả mạng. Cha,
cha con ta thì đừng mong có mạng bước ra khỏi chỗ này. Tôi nói cũng tại tôi hết, cũng tại tôi. Ngày đó cha con Nguyên Sói bị dây ở quan phòng đã 5 lần sai người đến xin cứu cấp. Tôi không có phát diện quân mà còn giết hết tất cả, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Tôi sự thật nguyên do thế nào? Tôi không có phát diện binh mà còn mượn tay của tay hạ để giết chết cha con của Dương Nguyên Sói. Hết sức khủng khiếp, chưa hữu người đã làm chuyện tay trời. Hoàng thượng, chuyện này nghe đã ngất xỉu. Cả gan cho loạn thật, không những khiến cho đại tướng mất đi 2 tướng dũng mãnh, càng khiến cho trẫm lỡ trách Dương gia, phải mang cái tiếng tâm bất nghĩa. Hoàng thượng tha tội, lão thần đã mù quáng, lỡ đề bạc cái thứ gian mình bất đạo như Trương Hữu, khiến đại tống nó mất đi cân lượng, xô ngã rường cột, quả thật là tội không thể tha. Xin hoàng thượng giáng tội. Thái sư, người ta nói lòng người khó đoán, dù cho là chí giả chí tôn cũng khó có thể đo lường. Thái sư tội gì phải tự trách chứ? Hoàng thượng, nếu như ngài không giáng tội cho hạ thần, lão thần thiệt là thấy ái náy vô cùng. Thái sư, với tư cách chí công vô tư, thái độ thì biết lầm lẫn đó, đó là cái gương mẫu cho bá quan. Trẫm đâu có thể nào gán tội cho khanh được. Thái sư bình thân. Lão thần xin 3 lần cảm tạ ân điển của hoàng thượng. Hoàng thượng, Trương Hữu với cha con Dương gia không có thâm thù đại hận, xem ra lần này chắc có người đằng sau chỉ thị. Đúng vậy, lão thần thật đồng ý cách đó của thừa tướng. Hoàng thượng, không mấy giam Trương Hữu vô đại lao của hình bộ để mà xét xử, xong đó rồi thì nhất định sẽ tìm ra ai là kẻ chỉ đằng sau của vụ này đó hoàng thượng. Trẫm chuẩn tâu. Đi qua đây. Đi đâu vậy? Đi đây. Đi đâu vậy? Nhảy lên. Tất cả đi đâu vậy? Còn tôi. Ê. Còn tôi nữa chứ? Chết rồi. Thái sư à. Không đâu. Thái sư chắc tới cùng. Thái Quỳnh, có phải thái sư kêu người tới cứu ta không? Thái Quỳnh à, lẹ lên đi, tôi đang quýnh quá đây nè. Thái sư kêu ta tới nói cho người biết, từ nay không muốn nghe giọng nói của người nữa. Nhất định, khi tôi ra tới ngoài rồi không nói bậy đâu. Nhưng mà chỉ có người chết mới có thể không nói bậy bạ. Giảng tuế. Bình thân. Tạ ơn giảng tuế. Chư khanh gia, ngày hôm nay sự thật đã rõ ràng. Cha con của Dương Nguyên Soái tử trận Quan Phong, đó là do Trương Hữu ám hại. Lúc đó triều đình thất sách, khiến cho trên dưới của Dương gia bị mang tội oan ức. Trẫm quyết định bắt đầu từ ngày hôm nay xóa hết tội trạng cho Dương gia, còn phong tưởng thêm để biểu dương trung thành. Dương phu nhân. Có Dương phụ. Cha con của Dương Nguyên Soái vì quốc dân thân, trẫm truy phong cho Dương Viên Xíu nhất đẳng thượng trụ quốc đầu hàm, phong thành quốc công. Dương Tôn Bảo truy phong thành hộ quốc tướng quân đầu hàm, phong dũng liệt hầu. Tạ chủ long ân. Ngoài ra các nữ tướng của Dương gia tất cả khôi phục các phong hiệu trước đây đẳng cấp như cũ. Thiên Ba phủ là tiền đế dự thí, trẫm nay hoàn trả tất cả. Hậu ân của hoàng thượng, dân phụ xin khấu tạ tại đây. Dân phụ sẽ cùng trên dưới của Dương gia trở về Thiên Ba phủ. Tốt, trẫm coi như đã kết liễu một niềm tâm sự. Dương phu nhân bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng,
Lão thần có chuyện phải trình tàu gấp với hoàng thượng. Ê, thái sư tảng sáng đã tới đây rồi và lại hối hả kinh hoàng như vậy, có chuyện gì đây? Hạ thần đáng chết, hạ thần cai quản bất lực, để cho cái tên Chương Hữu ác ôn đó lại thắt cổ tự vẫn ở trong ngục tù rồi. Cái gì? Chương Hữu chết rồi? Quan được, Chương Hữu là trọng phạm của triều đình mà trong đại lao canh giữ cẩn thận, có thể để cho hắn thắt cổ tự vẫn, phải chăng đã có người thất trách nhiệm vụ? Hồi hoàng thượng, đêm hôm rồi ở trong kinh thành có hai đám lưu manh ẩu đả mới khiến những ngục tù đông đảo. Chúa ngục tù lại bận về tống giam canh giữ trên mạng, cho nên là mới khiến cho Chương Hữu có dịp thắt cổ tự tử. Sự thật là vậy. Hết sức khốn kiếp. Không thể nào đâu, Chương Hữu là một kẻ nhát gan sợ chết, tại sao lại tự nhiên dám tự vẫn? Hả? Tôi tin chắc là bị người khác bịt miệng thôi. Quan thượng, chuyện này cũng do lão thần trở mãn trong công việc làm, xin quan thượng giáng tội. Quan thượng giáng tội. Thôi đi, dù cho trẫm có giáng tội ngươi cũng không có được gì. Bình thân. Tạ ơn quan thượng. Nhưng mà trẫm thật thấy đáng tiếc là không thể từ miệng của Chương Hữu để biết rõ kẻ nào là chủ mưu. Dương phu nhân, mặc dù chưa điều tra ai là kẻ chủ mưu, trẫm hy vọng ngươi thu thập hết mọi thứ, sớm cùng với mọi người của Dương gia trở về Thiên Ba phủ. Dương gia trở về Thiên Ba phủ? Thái sư, trẫm tin chắc ngươi nghe được tin này, đó là phước của triều đình chứ. Đúng, hoàng thượng anh minh.